liên thông thức đại. Di Lặc Bồ Tát. Kinh văn: Di Lặc Bồ Tát tức tầm tòa khởi, đảnh lễ Phật Túc Nhi Bạch Phật Ngôn. Ngã ức giảm tích kinh di trần kiếp, hữu Phật xuất thế danh Nhật Nguyệt Đăng Minh. Ngã tòng bỉ Phật Nhi Đắc xuất gia, tâm trọng thế gian hảo du tộc tính. Việc dịch: Di Lặc Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: Con nhớ trong kiếp trước nhiều như di trần, có Đức Phật ra đời hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh, con theo Phật xuất gia. Nhưng tâm con còn trọng hư danh thế gian, thích giao du với hàng quyền quý. Giảng giải: Di Lặc Bồ Tát còn gọi là A Dật Đa. Di Lặc là họ của gia đình, còn A Dật Đa là tên của ngài. Di Lặc có nghĩa là từ thị, A Dật Đa Hán dịch là vô năng thắng. Chắc quý vị đã từng thấy hình ảnh vị tăng to béo mập mạp trong trai đường của các ngôi chùa. Di Lặc chính là vị ấy. Có lẽ là vị Bồ Tát này thích ăn ngon nên hình dáng to lớn như vậy. Ngài cũng rất thích cười, nhưng tiếng cười của ngài không thô tháo. Đúng hơn, ngài luôn luôn nở nụ cười rất tươi trên mặt. Ngài rất thích chơi với trẻ con, và đáp lại, trẻ con cũng rất thích chơi với ngài. Khi nào quanh ngài cũng có nhiều trẻ con vây quanh. Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt, không còn là bậc đạo sư giáo hóa chúng sinh ở cõi này nữa, thì Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời để tiếp tục việc giáo hóa chúng sinh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được gọi là Hồng Dương Phật. Khi Bồ Tát Di Lặc thành Phật, ngài sẽ được gọi là Bạch Dương Phật. Điều này có nghĩa là khi Đức Phật Di Lặc thị hiện ra đời, thì máu của chúng sinh sẽ là màu trắng, không còn là màu đỏ như thời trước nữa. Loài người hiện nay có máu màu đỏ vì đang ở trong thời giáo hóa của Hồng Dương Phật. Khi nào Đức Phật mới Di Lặc thị hiện ra đời? Nghe thật là lâu xa khi quý vị được kể ra, nhưng thực sự là chẳng xa chút nào. Vì theo cái nhìn của một vị Bồ Tát thì đó chỉ là trong nháy mắt. Vậy thời gian từ đây đến khi ngài ra đời là bao lâu? Như hiện nay, mạng sống của con người vào khoảng chừng 60 năm. Cứ 100 năm, mạng sống của con người giảm xuống 1 tuổi và chiều cao trung bình giảm đi 1 inch. Giảm như vậy cho đến khi mạng sống của con người còn lại chừng 30 tuổi thì sẽ có một cơn dịch bệnh. Con người sẽ chết rất nhanh vì bệnh tật, đến mức họ chết một giờ ngay sau khi mắc bệnh. Người ta có thể gọi bác sĩ, nhưng bác sĩ cũng chết như những người khác. Chừng 50% số dân còn lại kháng cự được với bệnh tật. Khi mạng sống của những người này còn lại 25 tuổi, thì sẽ có một cơn thiên tai khác. Tại sao những người này phải chết? Vì thời ấy, tinh thần của những người này quá suy đồi, có quá nhiều người ác. Thế nên trời đất phải trừ diệt những người căn tính thô bạo này. Họ sẽ chịu không nổi và phải đổi lấy một thân thể tốt hơn. Thế nên trong đợt dịch bệnh đầu tiên, 50% số người phải chết. Khi mạng sống trung bình của con người giảm xuống 25 tuổi, sẽ có một trận hỏa tai. Không chỉ loài người trên thế giới bị đốt cháy, mà cả những chúng sinh ở cõi trời thiền thứ nhất, sơ thiền thiên, cũng bị thiêu rụi.
quả tai tận sơ thiền. Các biển cả trên thế gian đều khô kiệt, không biết bao nhiêu người bị chết trong lửa. Tuy vậy, cũng có người thoát được kiếp thiêu. Khi mạng sống trung bình của con người còn lại chừng 20 tuổi, sẽ có nạn thủy tai. Thủy tai tận nhị thiền. Khi mạng sống trung bình của con người còn sống sót giảm xuống dưới 20 tuổi, sẽ có nạn phong tai. Nó sẽ thổi đến cõi trời thiền thứ ba. Phong tai tận tam thiền. Nên kinh nói rằng, trong cõi trời lục dục thiên có năm dấu hiệu báo trước tai họa. Trước hết, ở cõi trời thiền thứ ba sẽ có phong tai. Dù ai có công phu tu tập đạt đến cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ, cũng không bằng giảng sanh về cõi Tây Phương Tịnh Độ. Cõi lục dục thiên như chúng ta đã nghe giảng từ trước, đó là cõi trời Tứ Thiên Dương, Đao Lợi Thiên, Tu Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Thiên, Quá Lạc Thiên và Tha Quá Tự Tại Thiên. Chúng sinh trong các cõi trời này phải chịu năm tướng suy. Thứ nhất, hoa trên đầu khô héo. Chư thiên ở cõi trời thường có dòng hoa trên đầu. Dòng hoa này không do họ làm ra, mà hoa tự hiện ra để trang nghiêm cho thân tướng của họ. Nhưng khi một chúng sinh ở cõi trời gần mạng chung, thì điều gì sẽ xảy ra? Hoa sẽ rụng xuống trước khi một chúng sinh ở cõi trời chấm dứt thọ mạng, thì hoa trên đầu họ vẫn còn tươi. Thứ hai, y phục dơ bẩn. Áo quần của chư thiên nam nữ trên cõi trời không phải giặt như áo quần của loài người ở thế gian. Áo quần của chư thiên sẽ không bao giờ bị dơ bẩn mãi cho đến khi có năm tướng suy hiện ra. Đây là kết quả của quả báo. Sự dơ bẩn trên áo quần của họ là có từ nghiệp chướng. Tại sao mọi người có mùi rất nặng khi họ sắp chết? Người khác lại có mùi nặng khi chết. Đó cũng là nghiệp báo. Thứ ba, nách đổ mồ hôi. Chư thiên không đổ mồ hôi như loài người. Họ không có mồ hôi, ngoại trừ khi họ sắp mạng chung. Thứ tư, toàn thân hôi thối. Bình thường, chư thiên thường toát ra mùi hương từ thân họ. Tuy nhiên, khi sắp mạng chung thì có mùi rất khó chịu. Thông thường họ chẳng phải xông ướt thân thể bằng các thứ hương hoa, vì thân họ vốn tự nhiên đã có mùi hương. Thứ năm, không ngồi được lâu. Họ không ngồi được lâu như thường ngày. Họ bồn chồn đứng dậy rồi ngồi xuống như thể họ điên dại. Giữa cơn xáo động này, họ rất bối rối và chẳng bao lâu nữa là họ qua đời. Họ lại đầu thai xuống cõi trần. Khi ba thảm họa tam tai này xảy ra, mạng sống trung bình của con người giảm xuống còn 10 tuổi. Lúc đó chiều cao trung bình của con người sẽ bằng như con chó bây giờ. Họ rất đồi bại và hành xử chẳng khác gì loài bò, heo, ngựa. Họ ham muốn tình dục ngay khi vừa mới sinh ra. Họ cũng biết nói ngay khi sinh ra. Họ liền có bản năng tình dục là gì? Tình sinh ái, ái sinh dục. Lúc đó loài người tự buông mình vào sự phóng đãng. Họ kết hôn vào tuổi lên 2 hoặc lên 3. Họ sinh con và họ chết lúc 10 tuổi.
Nhưng khi mạng sống trung bình của con người giảm xuống còn 10 tuổi, thì kiếp tăng lại bắt đầu. Tiến trình cũng giống nhau, cứ mỗi 100 năm họ được tăng thêm 1 tuổi. Mạng sống trung bình của con người tăng dần cho đến khi được 84.000 tuổi. Lúc đó, kiếp giảm lại bắt đầu, rồi đến kiếp tăng. Khi mạng sống trung bình của con người tăng dần cho đến khi được 84.000 tuổi, thì Đức Phật Di Lặc ra đời. Có một vài tôn giáo khác đã cho rằng Đức Phật Di Lặc đã thị hiện thành Phật rồi. Đây chỉ là lời nói mớ, căn bản là do họ không hiểu gì về Phật Pháp. Sự thị hiện của Đức Phật Di Lặc sẽ diễn ra theo một cách thức nhất định. Quý vị không thể giải thích theo lối như vậy được. Khi Đức Phật Di Lặc còn trong thời gian tu tập, Ngài thường tìm cầu sự thuận lợi cho riêng mình. Người Trung Hoa gọi là phan duyên. Ngài thường thích giao du với kẻ giàu sang quyền quý. Thế nên, mặc dù Ngài và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng tu tập một thời gian, mà Di Lặc không thành Phật nhanh như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì Bồ Tát Di Lặc mãi còn thích phan duyên. Tôi tin là Ngài còn thích mong cầu sự tiện nghi thoải mái, nên thấy Ngài mập mạnh làm sao? Ngài mập vì Ngài thích ăn ngon, chẳng phải chỉ vì Ngài hay cười. Di Lặc Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Con nhớ trong kiếp trước, nhiều như vi trần, có Đức Phật ra đời, hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Con theo Phật xuất gia, nhưng tâm con còn trọng hư danh thế gian, thích giao du với hàng quyền quý. Con thích giao hảo với những người có danh vọng giàu sang trong xã hội. Hàng quyền quý là chỉ cho những gia đình giàu sang. Quốc gia nào cũng có người giàu, và bất kỳ khi Di Lặc Bồ Tát đến đâu, Ngài cũng không để ý đến người nghèo, nhưng chỉ thích đến những gia đình giàu sang để giao du với họ. Đi đến đâu, Ngài cũng tự khoa trương chính mình. Ngài giả mạo theo cách này khi mới phát tâm tu tập. Nhưng quý vị đừng cho rằng Di Lặc Bồ Tát chỉ là một người phan duyên, vì cuối cùng Ngài đã dừng lại điều ấy. Đoạn kinh văn tiếp theo sẽ nói rõ Ngài đã từ bỏ việc ấy vào lúc nào. Kinh văn: Nhĩ thời Thế Tôn giáo ngã tu tập duy tâm thức định, nhập tam ma địa. Lịch kiếp dĩ lai, dĩ thử tam muội, sự hằng sa Phật. Cầu thế danh tâm, yết diệt vô hữu. Việc dịch: Lúc ấy Đức Thế Tôn dạy con tu tập pháp định duy tâm thức, con được nhập vào chánh định. Từ nhiều kiếp nay, nhờ chánh định này mà con được phụng sự chư Phật nhiều như các sông Hằng. Tâm cầu danh thế gian đã diệt sạch không còn. Giảng giải: Lúc ấy, tâm mong cầu sự thuận lợi tiện nghi cho riêng mình và tâm phan duyên đã dừng lại. Tâm ấy của Di Lặc Bồ Tát đã dừng lại từ lâu. Chúng ta nên học theo cách Ngài đã dừng bặt tâm phan duyên hơn là thay vì bắt chước các tập khí xấu. Lúc ấy Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, dạy con tu tập pháp định duy tâm thức. Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Đó là nguyên lý của pháp duy thức quán. Con được nhập vào chánh định. Từ nhiều kiếp nay, nhờ chánh định này mà con được phụng sự chư Phật nhiều như các sông Hằng. Con được cúng dường chư Phật nhiều như các sông Hằng. Tâm cầu danh thế gian đã diệt sạch không còn.
cả lòng ham thích danh tiếng và thói quen thích giao du với người giàu có đều biến mất. Bây giờ con không còn phan duyên nữa, không còn mong cầu sự tiện lợi cho riêng mình nữa. Kinh văn: Chí Nhiên Đăng Phật xuất hiện ư thế, ngã nải đắc thành vô thượng diệu viên thức tâm tam muội. Việc dịch: Cho đến khi Đức Phật Nhiên Đăng thị hiện ra đời, con được thành tựu vô thượng diệu viên thức tâm tam muội. Giảng giải: Di Lặc Bồ Tát thưa tiếp: Cho đến khi Đức Phật Nhiên Đăng thị hiện ra đời, con được thành tựu vô thượng diệu viên thức tâm tam muội. Ngài chứng đắc được pháp viên thông rất vi diệu, đó là định lực thức tâm tam muội. Kinh văn: Nải chí tận không Như Lai quốc độ, tịnh uế hữu vô, giai thị ngã tâm biến hóa sở hiện. Việc dịch: Cho đến cùng tận hư không các cõi nước của Như Lai, dơ sạch có không, đều là biến hiện từ tâm con. Giảng giải: Cho đến cùng tận hư không các cõi nước của Như Lai, dơ sạch có không, đều là biến hiện từ tâm con. Ngay cả sự biến hiện của cùng khắp các cõi hư không của các đức Như Lai, các thứ thành tựu, cấu uế đều là do từ tâm con biến hiện mà có. Các hiện tượng ấy đều biến hiện từ định lực thức tâm tam muội của Di Lặc Bồ Tát. Kinh văn: Thế Tôn, ngã liễu như thị duy tâm thức cố, thức tánh lưu xuất vô lượng Như Lai, kim đắc thụ ký tứ bổ Phật xứ. Việc dịch: Bạch Đức Thế Tôn, do con rõ được tánh duy thức như vậy, nên từ thức tánh lưu xuất vô lượng Như Lai, nay được Phật thụ ký, kế tiếp thành Phật ở cõi này. Giảng giải: Di Lặc Bồ Tát thưa cùng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng: Bạch Đức Thế Tôn, do con rõ được tánh duy thức như vậy, nguyên lý đã được nói ở trên, nên từ thức tánh lưu xuất là biến hiện từ tâm thức, vô lượng Như Lai biến hiện ra vô lượng vô biên chư Phật, nay được Phật thụ ký, kế tiếp thành Phật ở cõi này. Con được Thế Tôn thọ ký sẽ thành Phật trong tương lai. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt, con sẽ thị hiện thành Phật ở cõi Ta Bà này. Kinh văn: Phật vấn Diên Thông, ngã dị đế quán, thập phương duy thức, thức tâm viên minh, nhập viên thành thật, diễn ly y tha, cập biến kế chấp, đắc vô sanh nhẫn, tư duy đệ nhất. Việc dịch: Đức Phật hỏi về Diên Thông, con dùng pháp quán tường tận mười phương đều do thức biến. Thức tâm được tròn sáng, thể nhập tánh viên thành thật, rời xa các tánh y tha khởi và tánh biến kế sở chấp, được pháp vô sanh nhẫn. Đó là phương pháp tốt nhất. Giảng giải: Đức Phật hỏi về Diên Thông, con dùng pháp quán tường tận mười phương đều do thức biến. Dạng pháp trong mười phương đều là biến hiện từ tâm thức. Thức tâm được tròn sáng, thể nhập tánh viên thành thật, đây có nghĩa là trí huệ. Rời xa các tánh y tha khởi và tánh biến kế sở chấp, được pháp vô sanh nhẫn. Đó là phương pháp tốt nhất. Có ba tánh: thứ nhất, y tha khởi; thứ hai, biến kế chấp; thứ ba, viên thành thật. Từ tánh viên thành thật,
tâm niệm chúng sinh do dựa vào cái khác sinh khởi, rồi khởi dậy tâm tính toán suy lường không ngừng. Chúng ta có thể ví rằng tánh duyên thành thật cũng như dây gai, tánh y tha khởi cho đó giống như sợi dây thừng, tánh biến kế chấp là nhìn sợi thừng trông tựa như con rắn. Chẳng hạn, ban đêm có người trông thấy sợi dây thừng được bệnh bằng gai và nhầm đó là rắn và sợ hãi. Đó là tác dụng của biến kế sợ chấp. Nhầm dây thừng là con rắn nên có phản ứng như vậy. Họ trở thành chấp trước vào ý tưởng đó là con rắn, trong khi vốn chẳng phải như vậy. Khi họ nhận ra đó chỉ là sợi dây thừng, anh ta nhận ra tánh y tha khởi nơi mình. Khi anh ta biết sợi dây thừng làm bằng gì, là anh ta trở về lại với tánh duyên thành thật nơi mình. Anh ta nhận ra được nó thực sự là gì. Di Lặc Bồ Tát tu tập duy thức quán mà được giác ngộ. Trong đoạn kinh văn này, Ngài đề cập đến ba tánh khi Ngài nói thể nhập tánh duyên thành thật và rời xa các tánh y tha khởi và tánh biến kế sở chấp.